trọng tài bắt ép cướp trắng trợn quả penalty của MU. Marcus Rashford phá kỷ lục ghi bàn, vượt Ronaldo. Tình cảnh trái ngược giữa MU và Barca sau trận lượt đi. Messi bất đồng với Paris Saint-Germain, thỏa thuận khó thông qua. Trọng tài bắt ép cướp trắng trợn quả penalty của MU. Tổ trọng tài video có hai quyết định kém thuyết phục trong trận playoff lượt đi Europa League rạng sáng 17 tháng 2 theo giờ Hà Nội. Phút 85, Seri Roberto thực hiện đường truyền trong vùng cấm nhưng bị Fred chặn lại. Video làm chậm chỉ ra rằng cầu thủ của Man United đã để bóng chạm tay, tuy nhiên trọng tài chính Mariani không cắt còi. Ông có lắng nghe tư vấn từ tổ VAR trong giây lát, nhưng rồi cho trận đấu tiếp tục diễn ra, bất chấp phản ứng mạnh từ các cầu thủ và cổ động viên chủ nhà. Tôi đã nói với trọng tài rằng đó chắc chắn là một quả phạt đền bởi tay của Fred không ở vị trí tự nhiên. Tuy nhiên, Mariani lại cho rằng đó là một tình huống tay khép sát thân người. Huấn luyện viên Xavi phát biểu sau trận đấu. Truyền thông Tây Ban Nha cũng không hài lòng với quyết định của tổ trọng tài. Vụ bê bối, sai lầm là những từ mà Sport dùng để miêu tả về pha tranh chấp giữa Fred và Roberto. Trước đó, tổ trọng tài của ông Mariani cũng gây tranh cãi với tình huống từ chối cho MU hưởng phạt đền sau nỗ lực đột phá của Marcus Rashford. Đó chắc chắn là một pha phạm lỗi, nếu không phải là phạt đền thì cầu thủ của Barca xứng đáng nhận thẻ đỏ. Do tình huống diễn ra ở ngoài vùng cấm, huấn luyện viên Erik ten Hag bức xúc. Barca và MU cống hiến cho người hâm mộ trận đấu hấp dẫn với 4 bàn thắng được ghi, chia đều cho mỗi đội. Trận lượt về sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 24 tháng 2 trên sân Old Trafford. Hai câu lạc bộ có thể chơi sòng phẳng bởi luật bàn thắng sân khách đã không còn được sử dụng. Marcus Rashford phá kỷ lục ghi bàn, vượt Ronaldo. Không thể ngăn cản Marcus Rashford ngừng ghi bàn ở thời điểm hiện tại, chân sút người Anh lại vừa nổ súng trước Barca. Marcos Alonso đưa Barca vượt lên dẫn trước ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League 2022-2023. Nhưng chỉ vài phút sau, Marcus Rashford gỡ hòa cho MU. Fred truyền tốt vào vùng cấm địa cho Rashford thoát xuống đón bóng, dẫn sát đường biên ngang rồi dứt điểm quyết đoán ở góc cực hẹp, găm bóng vào lưới. Sau đó, số 10 tham gia trực tiếp vào bàn nâng tỷ số lên 2-1 khi Jules Koundé đá phản lưới nhà. Tính ra tiền đạo người Anh đã ghi 14 bàn trong 16 trận gần đây, hiệu suất thuộc hàng tốt nhất châu Âu. Đến nay, Rashford đã ghi 22 bàn cho MU trên mọi đấu trường trong mùa giải này, cân bằng thành tích tốt nhất của mình trong một mùa giải, cũng 22 bàn ở mùa giải 2019-2020. Có thể khẳng định rằng, mùa này Rashford sẽ thiết lập kỷ lục mới về số bàn thắng ghi được trong một mùa giải. Phong độ ấn tượng của anh đang giúp MU có cơ hội giành 4 danh hiệu ở mùa giải năm nay. MU hiện đang xếp thứ 3 ở ngoại hạng Anh vào vòng 5 FA Cup, có mặt ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh và hiện vẫn đang tham dự Europa League. Trận hòa 2 đều trên sân Camp Nou giúp MU chiếm một chút lợi thế trước trận lượt về trên sân nhà Old Trafford. Huấn luyện viên Ten Hag đã được khen ngợi khi có những sự thay đổi về mặt chiến thuật. Ở trận đấu với Barca, Rashford đá tiền đạo cắm, Gus Weghorst đá hộ công, Bruno Fernandes chơi bên cánh phải và Jadon Sancho bên cánh trái. Tình cảnh trái ngược giữa MU và Barca sau trận lượt đi. Barcelona mất hai trụ cột ở tuyến giữa, trong khi MU bảo toàn lực lượng sau trận lượt đi vòng playoff Europa League rạng sáng 17 tháng 2 theo giờ Hà Nội. Trận lượt đi trên sân Camp Nou khép lại với tỷ số hòa 2 đều. Barca chịu thiệt thòi ở trận lượt về khi Gavi không thể ra sân do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Trận này tiền vệ người Tây Ban Nha thi đấu năng nổ và liên tục khiến hàng thủ áo trắng gặp khó với những pha dốc bóng sộc thẳng vào trung lộ. Không chỉ thế, câu lạc bộ xứ Catalonia khả năng cao mất luôn sự phục vụ của Petri. Tiền vệ này chấn thương ở phút 40 và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Sergi Roberto. Theo Catalonia Radio, tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ ngồi ngoài từ 3 đến 4 tuần. AS cũng xác nhận Pedri chấn thương đùi và nghỉ thi đấu dài hạn. Đây là tổn thất lớn đối với đội chủ sân Camp Nou bởi Gavi và Pedri đóng vai trò quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Xavi Hernandez. Chưa kể, Sergio Busquets và Ousmane Dembele không chắc kịp hồi phục để có thể quay trở lại thi đấu. Ngược lại, huấn luyện viên Erik ten Hag được cho là có lực lượng tốt nhất có thể trong tay ở trận tái đấu Barca. Trên đất Tây Ban Nha, Marcel Sabitzer và Lisandro Martinez vắng mặt do ăn treo giò. Bộ đôi này đủ điều kiện để trở lại thi đấu ở trận lượt về tại Old Trafford. Tiền vệ người Áo nhận đủ 3 thẻ vàng thời điểm còn chơi cho Bayern Munich ở vòng bảng Champions League mùa này. Án phạt chuyển nhượng xuống giải Europa League sau khi Sabitzer gia nhập MU. Tương tự, Martinez nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng Europa League từ đầu mùa. Câu lạc bộ chủ sân Old Trafford hành quân tới Camp Nou với lực lượng khá mỏng. Ngoài Sabitzer và Martinez, họ cũng không có Anthony Martial, Christian Eriksen và Scott McTominay do chấn thương. Tuy nhiên, MU có trận đấu khởi sắc trước đội chủ nhà. Barca mở tỷ số trước nhưng đại diện nước Anh ghi liền hai bàn thắng. Sau đó, Blauranga ấn định tỷ số hòa 2 đều. Trận lượt về sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 24 tháng 2 trên sân Old Trafford. Hai câu lạc bộ có thể chơi sòng phẳng bởi luật bàn thắng sân khách đã không còn được sử dụng. Messi bất đồng với Paris Saint-Germain, thỏa thuận khó thông qua. Cuộc thương thảo hợp đồng mới nhất giữa ông Jorge Messi và ban lãnh đạo đội bóng thủ đô nước Pháp không đi tới bất kỳ thỏa thuận nào như mong đợi. Le Parisien tiết lộ
ông Jorge Messi cũng như siêu sao người Argentina không đồng ý với nhiều điều khoản trong hợp đồng mới của Paris Saint-Germain đưa ra. Có thông tin cho rằng Paris Saint-Germain muốn chân sút 35 tuổi giảm lương trong hợp đồng mới để phù hợp với các quy định tài chính từ Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA. Tháng trước, giám đốc thể thao Luis Campos thừa nhận mục tiêu quan trọng của Paris Saint-Germain trong mùa hè này sẽ là giữ chân cầu thủ trẻ và giảm quỹ lương. Điều này khiến các ngôi sao và những cựu binh không hài lòng. Và điều này đã khiến ông Jorge Messi không đồng ý. Paris Saint-Germain có quỹ lương cao nhất thế giới trong mùa giải 2021-2022 với mức 728 triệu euro, gần bằng cả Chelsea và Juventus cộng lại. Siêu sao người Argentina sẽ bước sang tuổi 36 vào mùa hè năm nay và nhận lương 45 triệu euro trên một mùa trước thuế tại Paris Saint-Germain. Ông Campos cũng khẳng định Paris Saint-Germain muốn giữ chân Messi. Chúng tôi đang đàm phán với Messi để giãn hợp đồng. Tôi muốn có cậu ấy trong dự án này. Tôi muốn câu lạc bộ tiếp tục với Leo. Tôi không thể che giấu điều đó. Tôi sẽ rất vui nếu cậu ấy tiếp tục với chúng tôi. Paris Saint-Germain được cho là đã đề nghị Messi bản hợp đồng mới có thời hạn 1 năm đến tháng 6 năm 2024, kèm điều khoản giãn thêm 12 tháng. Ban đầu Messi hào hứng với viễn cảnh tiếp tục khoác áo câu lạc bộ nước Pháp. Song trong vài tuần trở lại đây, Leo dường như đã thay đổi ý định. Những tin tức về việc Paris Saint-Germain muốn thanh lý Neymar trong phiên chợ hè tới cũng có thể tác động đến tâm lý của nhà vô địch World Cup 2022. Ngay sau khi đàm phán hợp đồng thất bại với Paris Saint-Germain, ông Jorge Messi đã lên đường bay ngay sang Tây Ban Nha. Pavard bị chỉ trích vì vào bóng nguy hiểm với Messi. Benjamin Pavard bị giới chuyên môn và người hâm mộ lên án sau pha bóng mang tính triệt hạ với Messi ở trận Bayern thắng Paris Saint-Germain 1-0 tại lượt đi vòng 16 đội Champions League sáng 15 tháng 2. Cựu cầu thủ của Man City, Trevo Sinclair, phát biểu trên TalkSport về pha phạm lỗi của Pavard với Messi ở phút 90+2 trong trận thắng của Bayern Munich. Thành thật mà nói, đây là pha vào bóng kinh khủng, đó là pha bóng vào liều lĩnh, ngoài tầm kiểm soát. Pavard có thể khiến Messi gãy chân, đây là tình huống va chạm mà bạn không bao giờ muốn thấy trong trận đấu. Trọng tài đã rút thẻ vàng thứ 2 với Pavard ngay sau tình huống vào bóng thô bạo của cầu thủ này. Về phía Messi, anh mới bình phục chấn thương. Ngôi sao người Argentina đã may mắn không dính chấn thương dù bị Pavard tắc bóng nguy hiểm. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Messi vẫn ổn sau pha phạm lỗi và có thể chơi trận kế tiếp. Tôi sẽ không muốn thấy những pha xoạc bóng như vậy bởi nó có thể kết thúc sự nghiệp hay mùa giải của các cầu thủ. Trevo Sinclair nói thêm. Sau khi chứng kiến người bạn thân bị phạm lỗi thô bạo, Neymar tỏ rõ vẻ không hài lòng. Tiền đạo người Brazil tiến đến để chỉ trích Pavard. Tuyển thủ Pháp chỉ lặng lẽ rời sân trong tiếng la ó từ khắp các khán đài sân Parc des Princes. Bayern Munich thắng 1-0 trên sân của Paris Saint-Germain nhờ pha lập công của Kingsley Coman. Ở trận lượt về trên sân khách vào ngày 9 tháng 3, Paris Saint-Germain cần thắng Bayern với cách biệt 2 bàn trở lên mới có thể tránh khỏi việc bị loại ở vòng 16 đội Champions League mùa thứ 2 liên tiếp. Trong khi đó, Bayern Munich sẽ không có sự phục vụ của Pavard do hậu vệ này bị treo giò. Ten Hag lo lắng đại chiến Barcelona ở Europa League. Sau khoảng thời gian tạm nghỉ, Europa League sắp trở lại với cuộc đối đầu tâm điểm giữa MU và Barcelona vào 0 giờ 45 phút ngày 17 tháng 2. Đây là trận cầu không hề dễ dàng với đoàn quân của huấn luyện viên Ten Hag, nhất là khi họ không có Lisandro Martinez và Sabitzer ở trận cầu này. Hai cầu thủ này không hề gặp chấn thương mà họ vắng mặt do bị treo giò. Lisandro Martinez nhận đủ thẻ vàng sau trận thắng của MU trước Sociedad ở vòng bảng Europa League. Trong khi đó, Sabitzer gặp tình trạng tương tự nhưng lại ở màu áo Bayern Munich tại lượt trận cuối vòng bảng Cúp C1. Quy định của UEFA đã nêu rõ án phạt ở Cúp châu Âu có thể chuyển đổi từ giải đấu này sang giải đấu khác chứ không cố định ở một mùa giải. Đó là lý do Sabitzer dù nhận thẻ vàng tại Cúp C1 nhưng anh vẫn bị treo giò ở cả Europa League. Lisandro Martinez và Sabitzer chỉ có thể trở lại ở trận lượt về diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 24 tháng 2. Đây rõ ràng là tổn thất không hề nhỏ đối với MU, đặc biệt khi hai cầu thủ này đều đang có màn trình diễn khá tốt hiện tại. Nhưng huấn luyện viên Ten Hag sẽ không phải quá lo lắng về việc hai cầu thủ này vắng mặt. Ở trận đấu tới gặp Barcelona, Casemiro sẽ được thi đấu sau giai đoạn nghỉ ngơi khi bị treo giò ở ngoại hạng Anh. Điều này giúp tuyến giữa MU được đảm bảo dù không có Sabitzer. Ở hàng hậu vệ, Sò sẵn sàng được xếp đá chính thay cho Lisandro Martinez. Trong thời gian qua, huấn luyện viên Ten Hag liên tục sử dụng Sò ở vị trí trung vệ và anh cho thấy màn thể hiện tương đối tốt. Trong trận thắng 2-0 trước Leeds ở vòng 23 ngoại hạng Anh vừa qua, Varane được cho nghỉ ngơi. Nhờ đó, anh sẽ đảm bảo được 100% thể lực để sát cánh với Sò ở trung tâm hàng phòng thủ.